Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành công điện số 691 trên CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả sạt lở đất tại đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và chủ động ứng phó với mưa lớn các tỉnh khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh chủ động chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả đợt thiên tai mưa lớn vừa qua, bảo đảm ổn định đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Phước, Kiên Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những người bị mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện chế độ chính sách đối với các cán bộ chiến sĩ cảnh sát bị nạn theo quy định. Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với các địa phương, nhất là Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý, khắc phục ngay các vị trí bị sạt lở, ngập sâu, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, ngập úng để có biện pháp cụ thể bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, các trục giao thông chính, đặc biệt là tuyến đường cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết và quốc lộ 20 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sáng nay ngày 31 tháng 7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã dẫn đầu đoàn công tác chính phủ có mặt tại hiện trường xảy ra sự cố sạt lở trên đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo khắc phục sự cố. Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, tại hai tỉnh An Giang và Kiên Giang trong nhiều ngày qua liên tục có mưa lớn kèm theo dông lốc, khiến hàng chục nhà dân bị sập tốc mái, thiệt hại mùa màng. Tại tỉnh Kiên Giang, trong hai ngày 29 và 30 tháng 7 và rạng sáng ngày 31 tháng 7, mưa lớn kèm dông lốc tại Kiên Giang đã làm 13 người bị thương, trong đó huyện Vĩnh Thuận 3 người, huyện U Minh Thượng 5 người và huyện Gò Quao 5 người. Ngoài ra có 197 căn nhà bị sập và tốc mái, ước thiệt hại trên 2,6 tỷ đồng, 3 tàu đánh cá bị chìm, 14 trụ điện, nhiều cây xanh đổ ngã, nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Rạch Giá bị ngập. Tại huyện Châu Thành, đợt mưa diện rộng đã làm đổ ngã 1.000 hectare lúa hè thu đang trong giai đoạn rộ chín, 4.000 hectare lúa thu đông giai đoạn mạ bị ngập úng, 1,8 hectare mít Thái bị đổ ngã, 1,6 hectare ớt giai đoạn gần cho trái bị ngập. Tại tỉnh An Giang, mưa lớn cũng làm xuất hiện lũ cục bộ ở khu vực Ô Tà Sóc, dưới chân núi Dài, đoạn thuộc xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Lượng nước lớn đổ mạnh từ trên núi xuống đã cuốn trôi 6 xe máy của cư dân sống trên núi. Ngoài ra, cơn mưa kèm theo dông gió đã gây thiệt hại 13 căn nhà của người dân ở xã Lương Phi. Trong đó, 9 căn bị tốc mái, 3 căn bị sập hoàn toàn và 1 căn bị lũ núi cuốn. Mưa lũ còn làm khoảng 246,5 hectare lúa rau màu của người dân bị sập và ngập nước. Chiều ngày 30 tháng 7, Công an thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang cho biết đang tạm giữ Ngô Thị Mỹ Linh, sinh năm 1997, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, lúc 16 giờ 30 phút ngày 29 tháng 7, tại địa chỉ số 4A, đường Hùng Vương, phường 1, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Mỹ Tho, phối hợp Công an phường 1, bắt quả tang Linh đang cất giữ trái phép chất ma túy trong người. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ trên người Linh 3 gói ni lông chứa ma túy dạng đá và thuốc lắc. Tại công an, Linh khai nhận vận chuyển ma túy thuê cho một đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang giao cho người nghiện với tiền công 1 triệu đồng. Trong lúc chờ giao ma túy thì bị công an bắt giữ. Đại diện Tổng cục Quản lý Thị trường ngày 31 tháng 7 cho biết trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7, Đội Quản lý Thị trường số 10, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận 10 đồng loạt kiểm tra 3 điểm kinh doanh linh kiện, phụ kiện, thiết bị điện thoại di động trên địa bàn phường 7 quận 10. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 27.680 sản phẩm hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ yếu là ốp lưng điện thoại, miếng dán cường lực. Hiện Đội Quản lý Thị trường số 10 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2023 vào 17 giờ ngày 30 tháng 7. Hệ thống tuyển sinh Bộ Giáo dục Đào tạo ghi nhận tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển là hơn 660.000.
tương đương 66% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm 2022, tỷ lệ này là 64,07%. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, tổng số nguyện vọng đã đăng ký là hơn 3,4 triệu. Theo kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo, thí sinh sẽ phải hoàn thành việc đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước 17 giờ ngày 30 tháng 7 và thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Theo đó, bắt đầu từ 0 giờ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức trực tuyến. Ngày 31 tháng 7, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đang khẩn trương điều tra vụ hỗn chiến trong quán bia có sử dụng súng và hung khí xảy ra trên địa bàn huyện Long Hồ vào tối ngày 30 tháng 7, khiến một người tử vong. Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7, hai nam thanh niên được xác định là H và D cùng ngụ huyện Long Hồ đến xã Phú Đức, huyện Long Hồ để chơi bia. Đến lúc tính tiền thì giữa H và D xảy ra mâu thuẫn cự cãi với ông Quy, 40 tuổi, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, ngồi nhậu kế bên, thế nhưng đã được mọi người can ngăn. Sau đó xuất hiện một người chưa xác định danh tính, chạy xe máy xông vào quán, dùng súng dí vào đầu và dùng bắn súng đánh vào D. Trước sự uy hiếp, D và người bạn đã dùng cơ bia đánh lại khiến nhóm người này bỏ chạy. Tiếp sau đó xuất hiện nhóm hơn 10 người mang theo hung khí xông vào quán bia tấn công ông Quy dẫn đến tử vong. Lực lượng công an sau đó đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc, đồng thời thu giữ 2 khẩu súng và 11 viên đạn.